rồng bên em làm được rồng bên phải không, không có anh cứ nhích lên nhích xuống nhiều á, nó nằm một khoảng ngang rồng luôn á. Thở vừa xuống là nghiêng cái xuống bờ trên là nghiêng lên xí, nghiêng lên xuống là thở ít lúc lắm ý, để thẳng kia mua mở xuống dưới mình nghiêng ngả ngả tay xuống xí, còn trên mình ngả ngả lên xí. Cái bao tay nó mềm mà nó bỏng nữa, bị chi sai mà đem bên đây thì chặt mà bên đây thì bây giờ trước dài mà cứng này thùng đấy mày mà nó hộp đi, nó rất nhiều hộp hay bên hộp nó thì bình thường. Điều hả? Cái người chỉ yếu thì nghĩ là nhiễm nậu đó, đau đau mát, những đau mát vì mất mùn đó, nó không nhìn thấy cái mùn nhưng mà buổi sáng là mát mình còn khỏe là nhiễm diễm trừ bắt đầu mưa nó sẽ mặt mát những mưa buồn ngủ rồi vậy trừ bị sụp do mát xuống là nhìn khó, nhìn khó chặt của mình bị sụp không nhìn không thấy đúng không, mùn nó không nhìn được. Trương làm được cái đó, hồi đó đang ngủ cái keo đó. Nó là ngủ ngon, hồi trước đã nằm không ngủ. Vô mà ngủ toàn cái giường mà gần lòng không thấy cái gì đi nghĩ sợ hết. Ghi thì qua là nản già chữ quá mà người khác sẽ qua đó. Sao quay đi mình đều với những chỗ tiền không nãy là sợ cây miếng mắt rồi mình làm sẽ một cây nhỏ để cái kia mà mắt thì bắt đầu mình đậu tay của cây dài hiểu không, trừ cái tay dữ quá thì cũng sợ nhiều cây nhé.
quay mà đúng không? Quay cái tam đi cái tử. Không mi luôn. Đặt nút là được tiền rồi. Thấy không cần đặt nút này. Ủa thì là cái cặp tay gần được nút bật rồi chị bỏ rồi nó ngúa rồi, do nó bị đám kiếm tiền rồi á nên chị bỏ được cũng ít khi đang đó. Đây để dành giữ cây nữa thôi. Lỡ sao mấy cái cây nếu bị cây lồng xăm mất á, mình đưa cái cây nó vô điện kéo cây mới cho mình á, mình để ở dưới cây này là vì đó. Mình muốn lồng cây mới vô đó kéo ra. Sắp niềm cho mình nghe để hiểu cây nhưng mà chính còn chính thì sắp để đi rồi. Cây mới được bình thường chả hiện người đăng ký rồi. Tôi ngủ anh đó cái đúng đó thì nó làm thử một video đó tác tiếng đi giờ có tiếng lẫn người lại cái âm nó vậy tác mà phải đời luôn mà học bật mấy bà Mỹ nhìn dũa nè ý cứ nghĩ là Facebook nó không quét được nhưng mà mấy bà nhìn ra được mấy bà fan đó, nhìn ra được video cũ luôn. Xem được một cái ồ cũng xem sợ phải. Nhưng mà nó ghi cây mua đăng video gì mấy bạn biết mà đưa lên cho đi lên report ra mà report này đó cực nhiều cây quá report vừa nó report một cây nó không điện xin đâu nó kêu nó không điện xin mình thấy tàu á mình gửi cho hắn á là mình phải tiền cái đường nó làm ra là để em trả tiền cho chị trả chị mấy triệu gửi cho em đây đây em lấy cây video gì nè nhưng mà cho mình ta report luôn fan report cái tầm mà cắm đi thì nó cắm lâu rồi còn cái điều ta đi cây đi mà không biết nữa do nó bị tươi lòng cây mấy trăm súp là cái lấy nữa không đều là mấy chục chứ mấy mà họ họ trả tiền cho súp rồi à, theo lượt xem đó lượt xem rồi quảng cáo rồi đó quảng cáo nhiều tiền lắm đó mà không có quảng cáo quảng cáo nhiều tiền đó chú đeo nó ăn đó nè hai trăm mấy rồi đó học quên mà đặt miết là cái đòi tiền miết thôi đó hai trăm mấy nữa thì cứ nằm ý đó mất một cổ tiếp là mất tháng sáng đợi tiền tiếp để cho mình tiếp 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 thôi con biết anh đợi tiền tiếp rồi đó
thì ăn lẩu. Đang dịch rồi đứa mình qua ở cô lắm chứ không muốn như tình hình nè. Đi ngày đầu đây là tam đô. Những cây mà sắp nhiều nữa, con học trên nữa nè, có hưởng thu tiền đó. Con đi du lịch đúng không? À, đập hộp đồ miếng. Thì nó làm sao rồi hả? Rồi cao đó hả? Thấy? Nắm dưa hả? Mua mấy cái đằng đen chuột mát này mua hả? Đạt, không biết là mua một bán cho. Đeo, đeo vô Mỹ mình bán laser á. Đi mua mát đó, khỏe nhỏ gì cũng ngon luôn.